Giữa tuần này, đại diện còn lại của nước Đức là Dortmund đã có chiến thắng 1-0 trước Paris Saint-Germain tại trận bán kết The Day UEFA Champions League. Đây là màn đọ sức mà đội chủ sân Signal Iduna Park chơi lấn lướt và xứng đáng có được lợi thế trước trận lượt về. Cuộc so tài vừa qua ghi nhận ngày tỏa sáng rực rỡ của một cầu thủ thuộc biên chế Man United đang cho đội bóng vùng Rust mượn, đó là Jadon Sancho. Theo chuyên trang thống kê số liệu về màn trình diễn cầu thủ SofaScore, tuyển thủ người Anh đã có một trận đấu phải nói là trên cả tuyệt vời khi chạm mặt với những ngôi sao bên kia chiến tuyến như Mbappe hay Dembele. Trước Paris Saint-Germain, anh có 12 trên 17 pha đi bóng thành công, thực hiện 51 trên 58 pha chuyền bóng thành công, tỷ lệ 88%, và thắng đến 13 pha tranh chấp tay đôi cùng 3 đường chuyền mở ra cơ hội cho đồng đội. Riêng ở mùa giải 2023-2024, không cầu thủ nào có thể chạm tới thành tích của Sancho tính trong một trận đấu. Trước đó, cầu thủ có nhiều pha dê bóng thành công hơn trong một trận bán kết là Lionel Messi khi đối đầu Man United vào năm 2008. Hiện tại, Sancho cũng đang dẫn đầu về số pha qua người thành công ở vòng knockout Champions League mùa này, 21 lần. Nhìn hơn những chuyên gia dê bóng như Musiala hay Leroy Sané. Để hiểu hơn về màn trình diễn của cựu sao Man United tuyệt vời như thế nào, thì hãy ngó sang Mbappe, người được kỳ vọng sẽ giúp Paris Saint-Germain đánh sập sân nhà của Dortmund ở trận đấu này. Anh chỉ tung ra được một cú sút trúng đích cả trận và nhận về 6,5 điểm từ SofaScore. Ngoài ra, tỷ lệ chuyền chính xác của tiền đạo đội khách cũng không vượt quá con số 80%, cũng như các cơ hội cũng là không được tận dụng triệt để, khiến cho hàng công của gã nhà giàu nước Pháp đã đen còn bế tắc trước khả năng phòng ngự chắc chắn của đội chủ nhà. Tưởng như việc có Mbappe sẽ giúp cho họ nhưng mọi thứ thì hoàn toàn trái ngược lại. Cựu danh thủ Owen Hargreaves chia sẻ trên TNT Sport: áp lực ở bán kết Champions League là rất lớn. Vì vậy, Sancho xứng đáng được khen ngợi. Cậu ấy thể hiện vượt trội hơn cầu thủ hay nhất thế giới hiện nay là Mbappe. Hai danh thủ khác là Rio Ferdinand cũng như Thierry Henry cũng có những chia sẻ thú vị về việc Sancho tỏa sáng giúp cho Dortmund có lợi thế không hề nhỏ trước chuyến làm khách tại Paris cách đây ít ngày. Rio Ferdinand cho biết: tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra ở Man United. Tại sao mọi chuyện lại không thể diễn ra tốt đẹp ở đó? Hay Jadon Sancho đã không áp dụng đúng cách ở Man United? Có phải anh ấy chán nản vì không có thời gian chơi bóng? Đó chính là nỗi thất vọng từng có ở Man United. Sancho không làm được điều đó. Thể chất của Premier League là vậy. Đó có phải là vấn đề không? Tôi không biết, nhưng có rất nhiều thứ khác nhau mà bạn nhìn vào và bỏ đi. Nó có thể là gì? Chỉ có Jadon Sancho mới có thể nói với chúng ta điều đó. Huyền thoại Arsenal Thierry Henry cũng khen ngợi Sancho. Ông nói: ai cũng biết cậu ấy gặp khó khăn về mặt tinh thần ở Man United. Sức khỏe tâm lý ảnh hưởng rất lớn đến phong độ. Dù bạn giỏi như thế nào, khi bạn không có tinh thần tốt, thật khó để trình diễn những gì tốt nhất. Có thể thấy mọi thứ đang tốt hơn nhiều với Sancho. Bất kể vấn đề gì đã xảy ra ở Man United, tôi nhớ ở Man United, Sancho đã ra sân 48 trận nhưng chỉ qua người được 7 lần. Nhưng tối nay, cậu ấy đã làm được điều đó chỉ trong vòng 10 phút đầu tiên. Chỉ có một điều tôi muốn nói, đừng đánh giá thấp sức khỏe tâm lý. Đây không phải là vấn đề dễ dàng để giải quyết. Bạn có thể thấy rõ điều đó khi một ai đó có tinh thần tốt thì họ sẽ thi đấu xuất sắc, làm tốt lắm chàng trai. Còn về huấn luyện viên của Dortmund, ông lại không hề bất ngờ với việc cậu trò của mình tỏa sáng ngay sau khi quay lại khoác áo đội bóng cũ. Chiến lược gia này chia sẻ: Sancho thể hiện phong độ cao thường xuyên trong tập luyện. Không dễ để thể hiện điều đó trên sân, đặc biệt là khi bạn không có nhịp thi đấu trong thời gian dài. Nhưng tất cả đều biết những phẩm chất ưu việt của Sancho và chúng ta lại thấy điều đó hôm nay. Dortmund rất cần màn trình diễn như vậy của Sancho trước Paris Saint-Germain. Đúng như huấn luyện viên trưởng của Dortmund chia sẻ, kể từ khi quay trở lại nước Đức cũng như môi trường Bundesliga, Sancho như biến thành con người khác vậy. Tuyển thủ người Anh chơi bóng cực kỳ tự tin, thoải mái cùng với các đồng đội, hòa nhập nhanh với chiến thuật của đội bóng. Việc được chơi đúng sở trường, giao đúng nhiệm vụ kiến tạo bên cạnh Julian Brand đã giúp cho Sancho phát huy tối đa phẩm chất mà bản thân cũng đã không thể làm được tại Man United. Đồng thời, Sancho cũng được trao nhiều cơ hội hơn để thể hiện bản thân. Được tự do trong lối chơi đã giúp cho ngôi sao đang khoác áo Dortmund trở thành nỗi khiếp sợ của các hàng thủ của Bundesliga khi đối đầu với đội bóng áo vàng đen thời điểm hiện tại. Nói thêm về Sancho, cũng có thể thấy là tiền đạo này phù hợp với môi trường ở Đức hơn là ở Anh như thế nào, khi anh có các đồng đội hiểu mình và có những người luôn tin tưởng vào khả năng của Sancho. Ngược lại tại Man United, trong một hệ thống đang xây dựng lại vẫn có nhiều khủng hoảng về mặt nhân sự lẫn chiến thuật đã không thể giúp cho ngôi sao người Anh có bước đệm trong việc bước lên khẳng định giá trị bản thân. Đó là lý do lớn nhất khiến cho Sancho dù đã có nhiều cố gắng, có một số màn trình diễn đáng xem nhưng vẫn không thể tìm được phong độ đỉnh cao nhất ở Dortmund tại Man United. Rõ ràng, sau khi rời Man United và cập bến Dortmund, tiền vệ sinh năm 2000 như cá gặp nước.
điều mà anh chưa bao giờ thể hiện tại nhà hát của những giấc mơ. Sự tỏa sáng của những nhân tố người Anh cũng đã chỉ ra sự thật cay đắng về hàng loạt bất cập tại nửa đỏ thành Manchester mà có lẽ nhiều người đã chưa thực sự hiểu hết về đội bóng này khi họ và Sancho chia tay nhau ở kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua. Ten Hag và Sancho, chúng ta đều biết họ đã có những bất đồng không thể hàn gắn dẫn đến việc tiền đạo này rời đi. Tại Man United, việc thường xuyên ưu ái Rashford, Anthony hay Garnacho mà không đặt niềm tin vào Sancho đã khiến cho huấn luyện viên người Hà Lan không nhận được cái nhìn thiện cảm từ cầu trò. Đồng thời, anh cảm thấy bản thân bị đối xử bất công dù luôn cố gắng trong tập luyện. Chính sự việc trên đã thúc đẩy Sancho rời đi tìm cơ hội mới, cũng như là chỉ ra cách quản lý nhân sự của Ten Hag tại Man United có những vấn đề lớn ra sao. Và việc anh đang tỏa sáng tại Dortmund như một cái tát với ông thầy người Hà Lan lẫn ban huấn luyện của mình. Để họ có thể nhìn lại được những gì bản thân đã làm thời gian qua khi không đặt niềm tin vào Sancho tại nhà hát của những giấc mơ. Sancho mất tích tại Man United nhưng lại tỏa sáng rực rỡ tại Borussia Dortmund. Chỉ là một trong rất nhiều những trường hợp mà một cầu thủ chơi tệ ở Old Trafford nhưng vẫn biết cách chứng tỏ mình tại các câu lạc bộ khác. Có thể kể đến hàng loạt cái tên như Depay, Romelu Lukaku, Angel Di Maria hay cả Cristiano Ronaldo. Điều đó cũng chỉ ra rằng môi trường tại Old Trafford đang có cái gì đó ám ảnh và ngột ngạt khiến cho cầu thủ không thể phát huy hết khả năng của mình. Đó là vấn đề lớn nhất của nửa đỏ thành Manchester vào lúc này. Có lẽ chính điều này đã khiến cho huấn luyện viên Ten Hag lên tiếng khen ngợi màn trình diễn của Sancho sau trận đấu C1 qua, cũng như tỏ ý muốn tái hợp ở hè tới tại Man United. Khi được hỏi về màn trình diễn của Sancho, Ten Hag nói: "Hãy nói điều này, hôm qua anh ấy chơi rất tốt và anh ấy là một cầu thủ rất giỏi. Sancho đã cho thấy lý do tại sao Man United mua anh ấy và Sancho đang đại diện cho giá trị cao của Man United. Điều đó thật tốt, tôi mừng cho Jadon vì màn trình diễn ngày hôm qua và chúng ta sẽ xem điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Sancho đại diện cho giá trị cao của Man United, đó là điều tốt. Tôi mừng cho Sancho vì màn trình diễn đó. Chúng ta sẽ chờ xem điều gì sẽ xảy ra trong tương lai." Cựu huấn luyện viên Ajax nói thêm. Trước đó, sau khi Dortmund giành quyền vào bán kết Champions League mùa này, Ten Hag cũng khẳng định: "Tôi theo dõi các trận đấu quốc tế, đặc biệt là những cầu thủ được cho mượn. Sancho là một cầu thủ tuyệt vời, tôi không ngạc nhiên khi anh ấy chơi tốt như vậy." Man United thời gian qua cho thấy hành lang cánh của đội bóng này không hề đảm bảo về mặt nhân sự cũng như chất lượng, khi Rashford hay Anthony đều không cho thấy được đẳng cấp cao nhất. Mùa hè sắp đến, cũng là lúc Man United tiếp tục đại tu đội hình. Việc gọi lại Sancho sẽ giúp cho họ gia tăng cả chất lẫn lượng nơi hành lang cánh phải đội bóng. Cùng chờ xem Ten Hag có thể hóa quỷ Sancho lần nữa không nhé.